Tối ngày 10 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực thủy điện Cà Tinh, thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, nghi vùi lấp một tổ máy đang trực của thủy điện này. Theo thông tin ban đầu, tổ máy trực có một công nhân đang làm việc, nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với công nhân này. Do hiện trường vụ sạt lở nằm sâu trong khu vực núi hiểm trở, kèm theo trời mưa, nên lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được hiện trường. Đến 22 giờ cùng ngày, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này trực tiếp dẫn đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở. Đến 22 giờ 40 phút, trực tiếp chỉ đạo đoàn công tác có mặt tại hiện trường, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng hợp khẩn để lên phương án tiếp cận hiện trường khu vực sạt lở, nghi vùi lấp một công nhân ở thủy điện Cà Tinh. Về thông tin một công nhân nghi bị vùi lấp, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết do chưa thể tiếp cận kiểm tra được hiện trường nên đơn vị chức năng chưa xác định cụ thể. Trước đó, trong ngày 10 tháng 10, địa bàn huyện Trà Bồng có mưa rất lớn, lượng mưa có nơi đạt đỉnh trên 400mm. Huyện Trà Bồng duy trì lệnh sơ tán khoảng 15.000 dân, chủ yếu ở vùng sạt lở núi, dễ xảy ra lũ quét. Các địa phương đặt trong vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở cao nhất gồm Sơn Trà, Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Phong, Hương Trà, Trà Thành. Thank you.